Chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục câu chuyện về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ cho thị trường bất động sản. Thì cho tới thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi về việc nên hay không nên có gói hỗ trợ này. Tuy nhiên, một điều có thể thấy rõ là thị trường bất động sản có thể sẽ được hâm nóng, nhà có thể được bán. Nhưng nhiều chuyên gia thì lại lo ngại rằng gói giá nhà không những không hạ xuống mà thậm chí lại sẽ còn có thể tăng lên. Điều này thì đồng nghĩa với việc cơ hội mua nhà của rất nhiều người dân sẽ trở nên xa vời hơn. Trên thực tế thì đã có không ít những bài học từ các nước trên thế giới khi mà nền kinh tế vĩ mô lâm vào khủng hoảng bởi ảnh hưởng từ thị trường bất động sản. Khi đó, thay vì chi ngân sách để giải cứu thị trường thì họ sẵn sàng hy sinh một số doanh nghiệp hay tổ chức tài chính để đặt lợi ích của người dân và xã hội lên trên hết. Trong chương trình câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập câu chuyện về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng thông qua bài học của các nước trên thế giới. Ngày 15 tháng 9 năm 2008, ngày định mệnh đánh dấu sự phá sản của ngân hàng lớn thứ tư ở Mỹ với 158 tuổi, Lehman Brothers, với tổng số tiền nợ lên tới 768 tỷ đô la. Đây là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Lehman Brothers là do đã dấn thân vào lĩnh vực bất động sản đầy rủi ro. Chính phủ Mỹ với tư duy thực dụng từng đổ ra một khoản ngân sách không nhỏ để cứu nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính khác trước đó, nhưng lại không làm như vậy với Lehman. Bởi sự hy sinh của doanh nghiệp trong một số trường hợp cần thiết sẽ mang lại giá trị tích cực cho thị trường và xã hội về lâu dài. Lần này, gói 30.000 tỷ đồng từ chính phủ nhằm giải cứu thị trường bất động sản, nếu được thực hiện đúng mục đích, sẽ tạo ra cơ hội có nhà cho hàng chục, hàng trăm nghìn người. Nhưng bất cập nằm ở chỗ, trong gói 30.000 tỷ đồng, hiện không nói rõ bao nhiêu phần trăm là cho cá nhân vay, bao nhiêu phần trăm là cho doanh nghiệp vay. Nếu mà các người dân không mua, thì nó dôi ra cái số tiền bao nhiêu đấy, thì liệu rằng cái tiền đó sẽ đi về đâu? Đi vào trong cái vấn đề hỗ trợ cứu giúp hay là ông mấy ông chủ dự án hay đưa vào đó. Còn nếu mà không mà đưa vào cái xây dựng á thì công ty xây dựng làm cái gì không rõ ràng. Cho nên cái này là cái việc này là chính phủ cũng như có trách nhiệm phải suy nghĩ lại. Chứ người dân không có tin trong cái việc này đâu. Mà nếu người dân không tin á thì rất là nguy hiểm. Đó là chưa kể đến, gói hỗ trợ chỉ áp dụng cho các đối tượng công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Điều đó có nghĩa là những người không thuộc diện trên thì không có cơ hội hưởng lợi từ gói hỗ trợ này. Và điều quan trọng là người đi vay không có quyền sở hữu với căn hộ họ bỏ tiền ra mua mà chỉ có quyền như một người đi thuê. Chưa dừng lại ở đó, lãi suất cho vay cũng là vấn đề đang khiến không ít người lo ngại xung quanh gói hỗ trợ này khi chỉ quy định mức 6% cho 3 năm đầu tiên. Thông tư quy định rằng là cái lãi suất này chỉ áp dụng trong vòng 3 năm đầu tiên. Thế thì câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra ở đây, mà chúng tôi muốn được giải đáp ở đây là thế thì sau 3 năm đấy thì liệu cái lãi suất này nó sẽ thay đổi ra sao và thay đổi như thế nào? Và lúc đấy thì với cái điều kiện kinh tế hiện nay của gia đình chúng tôi, với cái điều kiện phát triển hiện nay của nền kinh tế thì chúng tôi có đủ năng lực hoặc đủ tài chính để tiếp tục tham gia vào cái việc là trả lãi suất hoặc là trả vốn cho cái gói mà chúng tôi đã vay để mua nhà hay không? Như vậy, gói hỗ trợ 30.000 tỷ với quy định lãi suất như thông tư quy định đã vô hình chung mang đến cho người dân nhiều rủi ro. Không ai dám chắc hết thời hạn 3 năm, lãi suất sẽ không tăng, thậm chí có thể cao hơn 50% so với lãi suất ban đầu. Khi đó, những người còn càng nhiều nợ thì càng phải chịu lãi suất cao. Thế là tôi nói nó là bây giờ nếu mà theo cái phương án này, 6% trong 3 năm và sau đấy thả nổi, thì tôi khuyên tất cả không ai nên mua nhà theo kiểu đó cả, vì các bạn sẽ mất nhà. Vì vậy cho nên cái số 30% này, nếu mà người dân suy nghĩ kỹ thì không ai mua nhà cả, trừ những người mà đầu cơ tích trữ đưa ra những cái phương án này phân cao nọ rồi mua đi bán lại này nọ cái khác. Có nghĩa là 30.000 tỷ đồng này sẽ không đến tay người dân. Vì người dân sẽ từ chối không thực hiện những cái vấn đề rủi ro như thế này. Người dân sẽ không chấp nhận chui vào cái rọ, cái bẫy này để mà 3 năm sau lại mất nhà. Đó cũng là kịch bản đã xảy ra ở nhiều thị trường bất động sản trên thế giới, trong đó có Mỹ.
Những người đi vay mua bất động sản không có khả năng chi trả, phải phá vỡ hợp đồng. Những hợp đồng cho vay thành nợ xấu không thu hồi được. Và khi ngân hàng phải ôm nợ xấu, cả nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo. 30.000 tỷ đồng so với khoảng gần 1 triệu tỷ đồng tồn đọng trong thị trường bất động sản có thể là nhỏ, nhưng nó là khoản ngân sách lớn trong điều kiện kinh tế đang khó khăn như hiện nay. Tôi nghĩ là không nên dùng cái gói 30.000 tỷ đồng. Bởi vì này, nó có một cái lý nữa từ nãy giờ tôi không nói. Là hiện nay là cái nguồn lực của chính phủ là nó rất yếu. Thuế có đâu, bởi vì doanh nghiệp nó hy sinh nhiều quá. Mà cái nguồn thu của nhà nước là chủ yếu là doanh nghiệp chứ. Mà chúng ta biết rằng là cái năm nay là tình hình nó đòi hỏi cái chi tiêu nó còn lớn hơn trước. Giải cứu ai như thế nào? Ông tạo ra những cái đặc quyền đặc lợi gì? Đây là cái vấn đề chính phủ không thể một cách trắng trợn mà làm những cái việc mà nó bất hợp lý, nó bất nhân, bất nghĩa, không thể làm được. Cho nên tôi góp ý với chính phủ là nên nhanh chóng suy nghĩ cho kỹ và dừng lại đi trước khi ông đẩy cái đất nước này vào trong một cái vấn đề là khó khăn nữa. Cũng theo nhiều chuyên gia, bong bóng bất động sản nếu vỡ sẽ mang lại ý nghĩa tích cực về lâu dài và nó tốt hơn là nhà nước can thiệp giải cứu. Thậm chí có thể chấp nhận sự phá sản của một số những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Nhưng khi đó, bất động sản sẽ trở về giá trị thực của nó và những người bình thường sẽ có cơ hội để được sở hữu một ngôi nhà. Chúng ta cũng có thể chấp nhận nhà đầu tư bị phá sản, ngân hàng thương mại có thể chết vì nợ xấu, nhưng không thể dùng tiền của nhân dân để hỗ trợ cho chính những doanh nghiệp đã và đang tước đi cơ hội sở hữu nhà của người dân. Đó cũng là bài học cần nhìn nhận lại từ vụ phá sản của Lehman Brothers đã từng đi vào lịch sử nước Mỹ cách đây hơn 4 năm.